Xin chào mọi người, trong video này Trang sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách tô màu cho cái hình in nha. Thì trong ví dụ đây là một cái mẫu bảng in này. Thì ở trên phần trên này là cái mẫu để cho mình làm theo, mình tham khảo. Thì đây là cái mẫu thực tế. Thực tế thì cái bảng nó như thế này. Rồi bây giờ Trang sẽ in lấy một hình và sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tô nha. Tùy vào từng hình, từng mẫu mà chúng ta sẽ tô màu khác nhau và hoặc là mình sẽ tô màu tùy thích. Ở đây thì Trang sẽ sử dụng sơn in màu đen này, màu xanh lá và màu hồng nhé. Rồi mọi người sẽ lấy dấu ra và một tấm gạt này. Và mọi người sẽ cần chuẩn bị một cây cọ nữa nhé. Cọ thì mình sẽ chọn một cái cây cọ lép mảnh thôi. Không nên chọn cái cây cọ mà có cái đầu cọ nó dày, nó to thì mình tô sẽ khó. Rồi trước tiên thì Trang sẽ sử dụng màu đen nhé. Mình sẽ kê một cái tấm giấy lau gel ở dưới bảng này để tránh sơn nó bị tràn ra cái bàn. Đây mình sẽ cho sơn in lên. Mình sẽ cho sơn in lên cái hình mà mình muốn in này. Rồi gạt. Cầm dấu ấn lấy hình nhé. Đây, in được cái hình rồi ấy, thì những cái hình thừa xung quanh này mình dùng cái miếng băng dính này dính đi nhé. Rồi những cái búp này thì Trang sẽ tô màu xanh và những cái bông hoa mình sẽ tô màu hồng nhé. Chúng ta mở lắp chai sơn in ra và gạt xung quanh đi để chừa lại một ít ở trên cái đầu như thế này. Đây mọi người trông thấy không? Để chừa lại trên đầu một ít này. Và mình dựng như thế này nhé. Mình để như thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu lấy cọ râu và chúng ta sẽ miết lấy cái sơn ở trên cây cọ, cái chổi sơn này. Mình lấy một cái lượng nó vừa đủ thôi. Không ít quá mà cũng không nhiều quá này. Chúng ta tô lên trên cái bông này nhé. Khi tô ấy thì mình sẽ nằm ngang cái cây cọ xuống và mình đặt cọ nhẹ nhàng. Không được dí cọ mạnh xuống cái con dấu. Nếu mà chúng ta dí mạnh cái cây cọ xuống dấu thì cái hình hoa ở con dấu ấy, nó sẽ dính vào cọ. Khi chúng ta nhấc cọ lên thì cái hình hoa nó sẽ bị trôi hết đi, dính theo cọ mà đi mất luôn cái hình. Cho nên là mọi người phải tô nhẹ nhàng thôi, đưa nhẹ nhàng. Và khi tô ấy, thì mọi người phải đảm bảo rằng là cọ cái mực lúc nào cũng phải ướt nhá. Nếu mà cái cọ nó bị khô mực thì mình sẽ phải chấm mực cho nó ướt cọ ngay. Cọ phải ướt mực thì mình mới tô được cái màu lên trên hình in. Và khi tô màu ấy thì mọi người sẽ tô nó một cái lớp vừa phải thôi. Không mỏng quá mà cũng không dày quá. Nếu mà mỏng quá thì nó sẽ lợt trông không có được đẹp. Mà khi mà chúng ta tô dày quá thì sẽ rất là lâu khô. Cho nên là đảm bảo rằng là mọi người tô một cái lớp mỏng nó vừa phải thôi. Thì thời gian khô nó rất là nhanh thôi. Khi mà mình tô hoàn thành xong rồi thì chỉ tầm 30 giây cho tới 1 phút là cái hình nó đã khô hoàn toàn rồi và chúng ta có thể in được lên trên móng. Còn nếu mọi người tô màu dày quá thì khi in lên trên móng mà nó chưa khô hẳn ấy, cái bề mặt bên trên thì nó khô rồi nhưng cái phần bên dưới nằm ở bên dưới nó chưa khô thì mọi người in hình lên móng, mọi người đè cái lực xuống thì cái hình nó sẽ bị lát, bị nhòe hình mọi người nhé. Nghề làm móng ấy là một nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và sự kiên nhẫn. Cho nên là các chị em đừng lản chí, đừng rụt chí nha. Sau khi tô màu xong ấy thì mình sẽ đóng nắp cái chai sơn in này lại. Và mình sẽ sử dụng cái giấy lau gel nhá. Mình vệ sinh đi này. Rồi chúng ta sẽ mở lấy sơn in màu xanh ra nhé. Thực sự để mà nói, cái bảng in này để dành cho những cái chị em không có hoa tay. Đấy, hoặc là rút ngắn thời gian cho người thợ. Ấy, thế mà cái bộ in này ấy, nó thực sự là dễ nhất trong học làm nail luôn. Ấy vậy mà có những cái chị mà mua hàng bên nhà Trang về. Xong về bắt đầu nói là không được như quảng cáo mặc dù Trang hướng dẫn cho. Và Trang có nói rằng là hãy quay video lại Trang xem làm như thế nào mà lại không được. Thì lại quay ra văng tục chửi bậy. Đấy.
thì thử hỏi rằng là Trang có muốn muốn trả lời không, muốn tiếp không. Nhưng mà Trang vẫn cố nói rằng là hãy quay video lại để Trang xem là làm sai ở đâu, lỗi ở đâu, Trang chỉnh, Trang sửa cho để mà làm được. Còn nếu không ý thì hãy trả về cho Trang, Trang sẽ quay video trước mặt shipper để chứng minh rằng là cái hàng đấy có làm được hay không. Nếu mà Trang không làm được thì Trang đền cho mọi người gấp 5, gấp 10 lần cái số tiền mà mọi người bỏ ra mua hàng. Thế nhưng lại quay ra nói rằng là tao quẳng đi rồi. Thử hỏi rằng là xem là khi mà đi mua hàng ấy, có ai lại còn hướng dẫn cả dạy kỹ từng ly từng tí một rồi, thế nhưng mà cuối cùng nhận lại được cái gì ạ? Được những cái sự chửi rủa, nguyền rủa. Đấy, tại sao lại có những cái con người như vậy nhỉ? Đấy, sau khi mà mình in hình lên móng xong thì chúng ta sẽ tốc bóng lại và hơ máy là xong mọi người nhé.